Chúng ta cùng đến với 3 cách tạo cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server nhanh chóng. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Tiên là cách tạo bằng tay. Các bạn nhấn vào database này. Chuột phải, New Database. Pop-up hiện ra. Thì chúng ta sẽ gõ database name. Quản lý sinh viên này. Đấy, ở dưới là các thông số. Như là tên bảng này. Loại này. File group. Size của dữ liệu. Mỗi lần tăng thì tăng bao nhiêu. Cuối cùng là đường dẫn. Và tên file. Thì các bạn có thể sửa đường dẫn ở đây. Hồ C của tôi nhiều rồi, tôi chuyển sang hồ D. Ok. Có lỗi rồi. Chúng ta không có đường dẫn này. Microsoft SQL Server của chúng ta không tự tạo đường dẫn cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải lấy đường dẫn chính xác tuyệt đối. Đây là data này. Rồi thêm một folder nữa. New folder. Quản lý sinh viên. Đây chúng ta sẽ copy đường dẫn này. Viết lại vào đây. Ok lần nữa. Đấy, như vậy là đúng đường dẫn thì hệ thống mới tạo ra chúng ta. Ở đây chúng ta có thấy hai file. Đấy là quản lý sinh viên.mdf và quản lý sinh viên log.ldrf. Như vậy là chúng ta tạo thành công cơ sở dữ liệu sinh viên. Tiếp đến là cách tạo bằng query. Và để tạo cơ sở dữ liệu thì trước tiên ta phải sử dụng cấu trúc sau. Use master go sql chuyển sang master thì mới tạo được cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ dùng có lệnh create database. Tiếp đến là tên của database. Chúng ta sẽ đặt là quản lý sinh viên 2. Chúng ta cùng sql. Vậy là chúng ta đã tạo thêm một cơ sở dữ liệu nữa. Chúng ta cùng refresh. Đây, quản lý sinh viên 2. Với cách tạo như này thì tất cả thông số chúng ta vừa xem sẽ là mặc định. Dữ liệu của chúng ta sẽ là ổ D. Cách thứ ba là chúng ta config đường dẫn size, max size, file của row. Thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh như ở trên trang chủ của SQL Microsoft. Đây, đường dẫn tôi sẽ để trong phần mô tả cho các bạn nhé. Chúng ta cùng paste câu lệnh này vào. Đây, đường dẫn đây. Chúng ta có thể thay đổi đường dẫn. New folder quản lý sinh viên 3. Chúng ta sẽ hết đường dẫn ở đây. Các bạn lưu ý là có cả file name. Các bạn nhớ để lại file name. Ok, ta cùng tạo bảng với câu lệnh trên trang chủ của Microsoft SQL SQL. Thành công. Chúng ta cùng refresh. Đây, như vậy là chúng ta đã tạo ra cơ sở dữ liệu SQL rồi. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn 3 cách đơn giản để tạo cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.